Người già ở Mỹ thì làm việc ngày càng nhiều. Người già ở Mỹ ngày càng có nhiều xu hướng bỏ qua tuổi nghỉ hưu, truyền thống là 65 tuổi. Cái tuổi thọ cao và chi phí y tế gia tăng khiến việc nghỉ hưu thì trở nên tốn kém hơn, nên ngày càng nhiều có người Mỹ làm việc trong những năm tháng lẽ ra là thời gian nghỉ hưu của họ. Tại Bộ Lao động của Mỹ thì công bố mới đây có khoảng 19% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên làm ít nhất một công việc bán thời gian trong quý 2 năm 2020. Tỷ lệ người cao tuổi của Mỹ làm việc ngày càng cao. Cao nhất là trong 55 năm trước khi nghỉ hưu. Ở nước này được hưởng chế độ chăm sóc y tế và an sinh xã hội tốt hơn kể từ cuối thập niên năm 1960. Xu hướng này được dự báo còn tiếp diễn. Người Mỹ thuộc thế hệ Baby Boomer, sinh ra trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1964, ngày càng có chiều hướng bỏ qua tuổi nghỉ hưu truyền thống là 65 tuổi. Theo báo cáo trong quý 2 vừa qua, có 32% người Mỹ trong độ tuổi từ 65 đến 69 có việc làm, thậm chí ngày càng nhiều người trên 70% từ chối hoặc không thể nghỉ hưu. Cũng trong quý 2 có tới 19% người Mỹ từ 70 đến 74 tuổi làm việc, so với mức 11% năm 1994. Có một số nhân tố khiến người Mỹ già đang còn muốn làm việc. Nhiều người còn có sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn so với các thế hệ trước đây. Một số chọn không nghỉ hưu hoàn toàn vì yêu thích công việc hoặc muốn giữ lại cái sự năng động và sự tỉnh táo. Một số khác thì cần có tiền cho cuộc sống và càng làm việc lâu thì họ càng có cuộc sống thoải mái hơn khi về hưu. Tuổi thọ cao và chi phí y tế gia tăng khiến việc nghỉ hưu trở nên tốn kém hơn, trong khi tiền lương thì tăng chậm và tiền lương hưu truyền thống suy giảm, khiến việc tiết kiệm để chuẩn bị cho tuổi già trở nên khó khăn hơn. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới mà nơi mọi người muốn lùi tuổi nghỉ hưu thực sự. Theo cuộc khảo sát gần đây thì khoảng 1/3 người lao động ở Nhật, Mỹ, Anh và muốn làm việc tới 70 tuổi. Còn ở Canada thì tỷ lệ này khoảng gần 30%. Tuy nhiên, không phải người già nào cũng muốn làm việc, đều có việc làm. Nhiều chủ sử dụng lao động không muốn dùng người lao động lớn tuổi. Mặc dù việc phân biệt tuổi tác đã bị coi là bất hợp pháp từ năm 50 năm trước, và các công ty vẫn tiếp tục xem người lao động lớn tuổi là cục nợ. Bởi vậy, nhiều người Mỹ cao tuổi muốn làm việc phải chấp nhận những công việc tạm thời hoặc làm tự do. Theo một khảo sát của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, những người già làm việc tự do phải chịu mức thu nhập giảm bình quân khoảng 18.000 USD trên một năm. Có một điều trớ trêu là người già ở Mỹ để giữ công việc, nhất là những người khỏe mạnh, cần có bằng cấp tốt, kỹ năng cao và yêu thích công việc, lại thường là những người ít cần kiếm tiền nhất. Những người già khác ở nước này là những người hầu như có ít lựa chọn cái việc tốt, nên họ thường quyết định chọn cách nghỉ hưu hoặc sống tằn tiện nhờ sự hỗ trợ trợ cấp hoặc lương hưu.